Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền với PTC theo cái chiến thuật là chơi min size min pay thấp. Đấy. Để cập nhật những cái size min pay thấp thì bạn cần vào trang web của mình nhé, ptc.jungvio.com. Đấy. Nhấn vào là min pay. Đây, đây là những cái size mình cập nhật lên này. Size nào scam thì mình sẽ chuyển sang mục scam size ở đây. Scam này cũng có thể là nó lừa đảo hoặc là nó bị khóa tên miền ấy, không chơi được nữa thì mình sẽ chuyển hết sang phần scam size. Còn những cái size mới dành cho những cái bạn nào mà chơi không theo chiến thuật đấy, hoặc là có chiến thuật thì đều liệt kê ở đây. Ở đây trong cái phần new size này là cập nhật tất cả các size mới, không phân biệt mình tay. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ một size min pay thấp nhé. Đây sẽ là cách đăng ký một size min pay thấp. Nhấn vào link register. Để làm cái tool mà thuận tiện cho sau này khi mà bạn làm nhiều size ấy, thì bạn sẽ phải biết được cái quy trình khi mà đăng ký, đăng nhập với lại rút tiền của nó. Thì bước đầu tiên là mình sẽ đăng ký này. Trong phần đăng ký này thì bạn sẽ điền đầy đủ thông tin. Thông tin này thì bạn có thể điền vừa được nhé. Đó. Để đơn giản thì bốn cái hàng đầu này thì bạn lấy trùng nguyên một tên cũng được. Email thì đánh a@gmail đằng sau. Ở trong cái form này nhé, thì các bạn có thể tự động điền được cái phần grant ấy. Cái phần information này là bạn có thể tự động điền được và cái phần tích này cũng có thể tự động điền được. Tuy nhiên là cái phần ảnh xác minh này ấy, thì bạn phải nhập tay, vì là nếu mà muốn không nhập tay mà muốn auto thì bạn phải mất thêm một chi phí nữa, là chi phí giải mã captcha. Đấy, nên là làm thế thì nó sẽ không hiệu quả cho lắm, sẽ mất tiền. Đấy. Mà cái này thì đánh vào cũng chỉ mất vài giây thôi, nên là mình khuyến khích các bạn là không nên làm auto cái phần này nhé, nhập tay nhé. Đấy. Sau khi đăng ký xong nhấn vào register này, bạn nhìn được cái form chào mừng của nó mà không có chữ gửi mail xác nhận ấy, thì có nghĩa là những cái loại size như này thì bạn chỉ cần đăng ký xong là bạn đăng nhập được luôn. Nó không quan trọng đấy cái mail của bạn là mail thật hay mail giả. Mình là auto thì cũng chỉ làm auto những cái trang mà không cần xác minh như này đâu. Tiếp theo là login này. Chết mẹ. Nãy là tên gì nhỉ? Xong đăng nhập này. Cái phần đăng nhập này thì cũng có thể auto là điền trước hai cái trường user với password. Còn cái phần mã này vẫn phải đăng nhập nhé, vẫn phải làm tay nhé. Nhấn vào luôn my uncle cho nhanh. Bây giờ là chưa click quảng cáo nào nên là đã có 0 đô nhé. Khi mà bạn click xong ở đây nó sẽ hiện 0,001 đô. Đấy. Sau khi mà có tiền trong tài khoản thì các bạn sẽ vào personal setting để cài đặt. Phần này có thể làm auto này. Ở trong phần này thì có hai địa chỉ ví Perfect Money và Payer, thì bạn sẽ phải chọn một trong hai. Đấy. Thì auto nó sẽ đưa cho bạn là ví dụ là 10 web giống cái City PTC này, bạn dùng cùng một tài khoản với lại dùng cùng một ví, thì auto nó sẽ tự động add tất cả các ví vào trong tất cả các size như này. Đấy, ví dụ cái ví mình sẽ chọn là ví nào nhỉ,
Đây, ví dụ mình cho Perfect Money nhé. Thì ở trong tool mình sẽ code cho nó tất cả các size là sẽ dùng địa chỉ ví này. Đấy. Sau khi mà nhập vào ví xong sẽ nhấn password để lưu lại, nhấn send để lưu lại này. Ok. Sau khi mà đã lưu xong thì các bạn sẽ nhấn vào withdraw để tải về, để rút tiền.